Hôm nay em đến đây không biết ông nào đục cái lỗ to hơn các bác này. Cái chỗ nào mình làm ổ còn ngon ngay, ít giảng các bố đi, các bố lấn mất. Này chắc nó phải đục được vài ngày, bèo khô hết anh em. Khả năng mấy ông nhìn thấy mình ở trên kia mình câu được là mỏ ở đây. Hôm nay mới mua được quả ghế mới anh em ạ, cái ghế cũ kia rách hết vải rồi. Nên làm quả ghế mới ngồi câu xuyên đêm luôn. Đấy, bên này vác thêm hai quả đèn này đi các bác này, tí em vác thêm hai quả đèn này đi để cột cả tới đêm luôn. Đây các bác nhìn thấy là ông bên em cũng đục lỗ to hơn, đánh lại để kéo cá cho nó dễ. Nọ nó bé thôi, đầu tiên em cũng đục lỗ to như thế này, sau nó thu lại bé rồi. Lại ông nào đấy nó đục to hơn gập ngụa này. Cho nó đánh ở lỗ này đi. Nó sát sát trên bèo. Lỗ này. Đấy, khả năng ok anh em ạ. Xả mồi xuống ở đây. Đây rồi nhắm ơi. Ui con gì đây? À được chú rô phi đẹp. Ô rô phi ngon anh em à. Ok luôn. Cào cào lên. Con đầu tiên. Đưa đưa vào. Đóng thẳng vào mình. Ui chà chà rô phi này ngon đấy chứ anh em nhỉ. Này chắc là 3-4 lạng rồi. Mà tươi đấy. Đây anh em cầm cỡ lưỡi này, các bác cứ bảo phải cầm kìm ấy, các bác cứ cầm một cái chì nữa ấy, chắc vào được. Kể cả cá to hay cá bé, cá to hay đè xuống. Chỗ này đóng. Đây. Đây. Ok. Bỏ mẹ đúng không ạ? Ăn luôn này em ạ, xuống các bạn nhìn này. Để đúng cá con kìa. Đấy, xuống cái tẻ luôn kìa. Nhậu kìa. Đấy. Không dính các bạn ạ.
Đây rồi anh em ơi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi anh em ơi. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Rô cụ đây rồi. Úi dồi ôi anh em ơi. Úi dồi ôi anh em ơi. Úi dồi ôi. Rô cụ đây rồi anh em ơi. Tôi chết tôi rồi. Úi phê phê anh em ơi. Đây rồi, đây rồi. Con này quá to luôn anh em ơi. Vào đây. Chết tôi rồi. Đừng mất nhá. Ok. Ok. Úi giời, chết em rồi anh em ơi. Con gì đây? Úi giời. Úi giời anh em ơi. Úi giời. Con này gỡ cẩn thận các bác ơi. Đóng sâu lắm. Tưởng mất cơ. Ui, con này to. Cứ cẩn thận đó nhé. Cứ cầm chắc cái chì nữa các bạn. Thì bọn này không sợ. Con này khỏe lắm. Úi dồi. Mẹ sao sông giá nhiều đồ phi to thế nhỉ. Đợt này câu ở đây cũng nhận nhiều đồ phi to thật anh em ạ. Lại các bác ơi, qua nhìn con cá em câu được này. Từ tí về con này anh em hấp một thấy gọi thì wow nhẹ nhàng. Ok. Khiếp, đồ phi to thật anh em ạ. Xuống mồi rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Đóng rồi, nó đóng vào bèo rồi. Úi chết rồi, độc đường con gì á. Nó ngay đúng bèo. Rô phi anh em ạ. Úi chết, rô phi đóng ngay cây bèo. Mày. Ủa, ngon. Chú rô phi ngon đấy. Lên. À, được chú rô phi tương đối xịn nha các bác nha. Đóng quá sâu luôn. Nó dắt ngay ở mấy cái đống bèo kìa. Lưỡi là đóng chắc. Không ra được. Một khi đã đóng rồi. Còn lâu có ra được. Lưỡi đóng chắc lắm anh em ạ. Để mà ra được rất là khó. Siêu chắc luôn, mũi dài. Cái thể loại lưỡi mũi dài này nó đóng rất là chắc anh em nhé. Nhưng mà có mỗi tội là cá hay chết đi. Nhưng mà không sao. Là nào về mình cũng thịt mà. Phi câu tương đối là sướng anh em. Ok. Đấy rồi, đấy giờ đồ đẹp luôn. Mải ăn này. Anh em thấy đẹp chưa? Lên này. Vào đây. Không mặc.
Rồi đẹp luôn. Mày đánh cần sói ba dài quá anh em ạ. Thu hơi khó. Đánh con 5m4 là vừa tầm. Này quên thì không cầm 5m4 đi. Đấy, coi nhìn này. Rô thì thật ra rô tự nhiên thì nó chỉ được như này là ngon lắm rồi. Mùa vừa lấy vớ con to quá. Nó gấp 4-5 lần con này. Úi giời. Hôm nay khả năng là cho nhiều cám 40 độ quá nên là nó tanh. Rô ăn mạnh. Anh em mình hôm nay câu đến tối. Tối anh em mình đứng chỗ này nhá. Hôm nay đi em chẳng mang đồ ăn nữa mà nay sẽ câu đến tối muộn. Tí khả năng anh em mình sẽ nướng ít cá ăn. Chúng là giật bọn này cũng đã hai tay anh em. Xuống mồi nè. Đây các bác này, các bác đi câu cứ phối cám này mới ủ chua này đánh nhạy lắm. Hôm nay em cho hơi nhiều cám 40 độ, là rục phì nó đóng liên tục à. Chưa thấy con chép con chấm nào, toàn rục phì. Bằng cái bếp đốt ít than lên cho đỡ muỗi các bác ạ. Ở đây muỗi lắm lắm mà đốt đau hết cả chân luôn. Nó đốt xuyên quần luôn các bác ạ. Này rõ ràng quần mình này mà đốt xuyên quần. Này chủ động mua ít than đi để đốt. Vừa sưởi ấm nữa các bạn, mùa này bắt đầu trời này nó se se lạnh nhé. Làm ít than, còn đi khói cái là nó mũi đỡ ngay. Ái nhở, chà đốt ngay vào rái. Nhiều lạnh thật. Úi xa xa, này núi này. Này đốt mấy viên này có thấy khói này là ok ngay các bạn. Chai đá em mang đi từ lúc chiều giờ chưa tan hết các bác này. Vẫn còn nguyên cục luôn. Phải đấy. Xỉ nó sẽ nhanh. Khói này đỡ mũi hẳn. Cho ít vỏ bèo. Nửa đang cháy rồi anh em ơi. Có tí nữa ấm ngay mà đỡ muỗi hẳn các bác ạ. Muỗi nó sợ khói. Hun khói phát là muỗi nó bay hết. Chứ không ngồi không này đốt đau lắm. Đây rồi. Kì đây. Ui, này chú đồ phi nữa anh em ạ. Dù phi đồ phi, phi anh em ơi. Vào đây, vào đây. Úi xa. Đấy, cầm cái đèn xoay luôn. Wow.
mũi nó bay la tả thấy bèo nhiều chưa. Ai chơi còn dài. Chỗ này thì em nọ em không nhớ là em câu cần mấy mét, này cầm nhầm cái 63 đi, không không cái 54. Dòng này thì anh em giật sướng lắm. Một phát cá tung mờ ngay. Độ cứng cao. Rồi. Anh em ơi tầm này muộn mà đói quá bác ạ. Giờ chẳng lẽ bây giờ này vác mấy con rô đến nướng ăn anh quá nhỉ. Hôm nay em cũng không mang đồ gì đi ăn cả. Bây giờ gần 10 giờ rồi, câu từ cũng tầm chiều nữa giờ. Định là về sớm cơ nhưng mà cá nó vào ham quá. Chắc phải thấy mấy con cá rô lên cho bếp nướng các bác nhá. Này tiện mang bếp đi nướng mấy con rô nhỏ nhỏ ăn. Con rô to này mình ăn không hết được. Em bỏ. Xong rồi. Đây các bác này, em dí cái đèn xuống này. Ôi, để em nhấc miếng cá này nè. Trời đang lạnh sương nữa, bắt mấy con lên nướng nào. Được nhiều cá cũng ham. Ui. Ui. Em bắt con này to quá, ăn không hết. Chắc là ba con đã rão này các bác này. Ái dạ. Cá khỏe lắm. Dòng tự nhiên. Đấy, anh em nhìn thấy cá đẹp thế này không ạ? Một con. Ủa con này. Con này to này. Ủa con này to, hai con. Chắc hai con này khả năng đủ các bạn. Ăn hai con này. Rồi, ba con đi. Ok. Ý. Ba con xịn luôn anh em nhé. Ui nhảy nhảy nhảy. Rô này thì nó cứ đều đều. Con này chắc khoảng 3 lạng con anh em. 3 lạng. Em lấy kéo em mổ bụng đi. Xong rồi rửa sạch. Có mang cái kéo. Cái kéo thì cái này chỉ mổ bụng ra rửa sạch là anh em cho lên nướng ok luôn. Đây khỏe lắm. Em bê cái bếp bên đây. Để chỗ này đi. Vừa nướng mới tác dụng là nó vừa đỡ muỗi. Đấy, chỗ để chỗ này. Thêm tí than nữa nào. Chưa hôm nào đi câu mà mê như ngày hôm nay các bác ạ. Cá nó cứ vào đều đều này. Muốn về là lâu lắm mà chưa về được. Mai hôm nay có ít than nướng cá mà ăn chứ không phải chưa đói. Cho anh em xem này. Đấy, có nhìn rõ không? À, để nó tắt đi. Các bác nhìn là 10 giờ 17 rồi. Chưa bao giờ đi câu đến tầm này đâu các bác ạ. 10 giờ 17 đi câu mỗi mình chỗ này cũng hơi hãi nữa. À, sao mà hôm nay bị đi câu từ lúc em đến đây hơn 1 giờ thì quạt đi. Cố câu lên lúc nữa các bác nhé. Cháy nhanh không mà. Lạ thật, em có cái chai đóng đá này em mang từ 1 giờ mà đến bây giờ nó hơn 10 tiếng hồ vẫn còn đá các bác này. Công nhận là để đá lâu nó già đá. Lâu ta. Vô tình các người. Wow. Cá để cả vảy nướng các bác nhé. Trong đây hơi nhiều than đấy.
em nướng cả vảy này, nướng nó sát mặt than luôn. Tí nó cháy cháy một tí nhưng mà cứ cạo cái vảy đi là ăn ngon, ok. Cá rạch mũi phát này các bạn ạ, giờ sạch sẽ là nướng thôi. Cái này mới hết 3 con không nhỉ? Chưa chắc mà đã hết được rồi. Ra cả nghỉ nghỉ trong này đi. Chống đói, quả chống đói từ tự nhiên này. Đói quá anh em. Có cái kéo đi rất là tiện, anh em phải cắt phát xong rồi lôi bụng nó ra rồi nằm sạch là ok luôn. Nướng kiểu này thì em để vậy để tí nó cháy lúc trên này anh em cạo đi là được. Đó. Còn nếu mà nướng mà cạo hết vậy anh em phải để cao. Bây giờ đói quá, nướng sát 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 than luôn để ăn nó nhanh quá. Lòng cua ca này. Anh em ta pha súp ớt các bác nhá. Loại này thì chấm súp ớt là ngon. Đấy rồi anh em ơi. Úi dồi. Được lưu phiên ngon này bong rồi. Tiếc quá anh em ạ. Giờ nó tung lên rồi, nó còn rơi xuống cả quấn thế. Thế buồn cười anh em ạ. Giờ nó tung lên rồi, nó còn rơi xuống. Này, ui các bác nhìn này. Đóng phát 3 vảy của nó luôn. À, những trường hợp như thế thì 100% bị rách thịt anh em ạ, đánh tung lần lên kiểu như nó đóng vào rìa rìa mình ấy anh em, giống như anh em đóng thẳng vào cánh tay của mình chắc lịch mà đóng vào rìa mà thì nó sẽ rách sẽ mất đấy, nguyên nhân là thế anh em ạ. Con ấy nó chỉ hơi nháy em giật luôn đấy. Ok bán đấy. Nướng cái này nhanh lắm các bạn. Này chứ khoảng 15 phút là được ăn luôn. Cá con này to nhất này, béo này. Cứ để om om đi. Ui phê quá nhau, thịt nữa này. Các bạn ơi. Quá à. Phê quá. Ngọt lắm, thịt con này ngọt. Anh em thưởng thức cùng em luôn nhé. Đang thì trời rét, xe xe lạnh. Của cái lạnh mùa thu nào mà món cá chấm súp ớt này. Đây anh em này, miếng thịt này gỡ ra từng thớ này, nó sượt sượt này. Ăn mới ngon, chấm tí súp ớt. Mời các bác ăn cá với em nhé. Đói quá. Tuyệt vời luôn. Ngọt thịt. Ủa thịt cá thì nó ngọt thế mất. Nó ngọt mà nó dai anh em ạ. Hay là do mình đói em biết mà cảm giác ăn nó ngon thế. Quá tuyệt vời luôn. Này bao nhiêu gỡ gỡ kiểu nó ra cái thớ thớ nữa. Nằm trong coca đấy. Này kẻo có tí bìa đẹp nhưng mà nhà em xa lắm, chạy qua tí về công an ở đấy nó bắt ngay đấy các bạn. Cứ an toàn là trên hết.
Đúng anh em mình đang sâu nắm kiểu này hay các bác này. Thịt con này nó ngon thật đấy. May quá này mang than đi nướng đỡ muỗi. Có than để nướng cá luôn. Không thì chắc là cũng thu đồ về rồi. À, 11:42 các bạn, gần 12 giờ đêm rồi. Xem thu đồ về đấy anh em ơi. Ngồi mình ở đây cũng hãi hãi các bạn ạ. Có đống lửa sưởi ấm còn thấy đỡ, chung lạnh lắm. Em thu bớt đồ dọn đẹp rồi về thôi. Cho cái bếp này nhúng nhúng kiểu gì các bác nhỉ? Bỏ khay cho nó nguội nhúng nước. Bớt này cho nó nguội ạ. Bỏ cái đống than này xuống nước kìa. À. Ôi giời. Từ lúc mình nướng cá chẳng thấy con nào nó vào. Có cái bếp này đi rất là tiện, nó gấp gọn được các bạn, xong gấp cái là nó gọn luôn, nhưng còn bỏng dễ bèo này đấy, rất là gọn các bạn ạ. Thôi, bắt con cá cho thùng về thôi. Hình như là còn hai con thôi anh em ạ. Một con to, một con bé bé phải. Úi dồi, hai độc. Quá tuyệt vời anh em ạ, đánh được con này. Ôi trời. Này, các bác đó găng tay các bác biết độ to 20, 40, gần khoảng 50. Mấy con còn phải tí bên cạnh. Đấy, coi nhìn độ to chưa? Cho thùng về các bác nhé.